Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Tin tức từ Việt Nam cho biết là hôm 5 Tây tháng Giêng thì một phái đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Văn Thể đã chính thức bấm nút khởi công xây dựng sân bay Long Thành, thưa quý vị. Thì có thể nói đây là một dự án mà gọi là siêu dự án. Và có thể nói là sân bay Long Thành trong tương lai là một trong 16 sân bay đẹp nhất thế giới. Thì có thể nói đây là một cái niềm tự hào rất lớn cho Việt Nam. Và báo chí trong vùng Đông Nam Á cũng đã đưa tin chúc mừng. Chẳng hạn như tờ Washington Post, tờ Philippine Star và tờ Hồng Kông Tribune. Thì có thể nói rằng việc Việt Nam chơi lớn và đầu tư 16 tỷ đô la hơn cho 3 giai đoạn, và tổng cái lượng mà du khách tới phi trường Long Thành dự kiến là 100 triệu lượt người một năm, và số hàng hóa được lưu thông là 5 triệu tấn một năm, thưa quý vị. Và việc xây dựng phi trường Long Thành này được chia làm 3 giai đoạn. Thì giai đoạn 1 sẽ đầu tư ít nhất là một đường băng và sẽ khánh thành vào tháng 12 năm 2005. Và tính ra tiền Việt thì trên 115.000 tỷ đồng Việt Nam. Và tổng số tiền Việt của cái công trình vĩ đại này là lên tới 336.000 tỷ đồng Việt Nam, thưa quý vị. Thì chủ đầu tư là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tức là công ty ACV, và các đơn vị đấu thầu tham gia là thuộc về Quân đội Nhân dân Việt Nam, thưa quý vị, những công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Thì chúng ta biết là với cái mô hình cách điệu được đưa ra trước công chúng là dựa theo họa tiết của hoa sen, thưa quý vị. Chúng ta thấy những cái cánh hoa sen, những cụm nhà ga, những cái bãi đổ, bãi lăn của đường băng đều tạo thành một cái hình cánh hoa sen. Thì kết nối với phi trường Long Thành này thì có hai đường chính. Một là quốc lộ 51 đi từ bên hông của phi trường, và cao tốc Long Thành Dầu Dây đi một hướng của phi trường, thưa quý vị. Và tổng diện tích lên tới 5.000 hecta, và những người hộ dân xung quanh cũng đã được đền bù giải tỏa để mà nhường đất xây cái phi trường này. Thì giai đoạn 1 là sẽ xây ở trong một cái khoảng đất lên tới 1.200 hecta. Và cái đường băng đầu tiên số 1 dài 4 cây số và bề ngang là 75 m. Thì chúng ta biết với chiều dài 4 cây số thì đủ khả năng để đáp tất cả các loại máy bay khổng lồ trên thế giới, thưa quý vị. Và không ngán ngại bất cứ máy bay nào, từ những chiếc Airbus 380 hay là những chiếc máy bay 747, 777, 777, cho tới những cái máy bay Superjet của các nước khác nữa. Thì chúng ta biết rằng máy bay lớn nhất là A380 của hãng Airbus, và đường băng của nó thường chỉ 3,5 km, nhưng mà đây là đường băng dài tới 4 km, cho nên thừa sức để mà hoạt động trong tương lai, thưa quý vị. Thì như tôi vừa trình bày là sẽ khánh thành giai đoạn 1 vào tháng 12 2025 tới đây. Thì có thể nói rằng trong cái giai đoạn 1 thì sẽ tiếp đón dự kiến trung bình là 25 triệu lượt khách và 1.200.000 tấn hàng hóa qua cái cảng hàng không ở giai đoạn 1, thưa quý vị.
Thì có thể nói rằng nếu mà sau khi khánh thành toàn bộ công trình siêu sân bay Long Thành thì có thể nói sẽ đóng góp cho GDP của Việt Nam từ 3% tới 5%. Xin thưa là như vậy. Thì cũng được biết rằng Việt Nam cũng sẽ kêu gọi vốn đầu tư của các hãng hàng không nước ngoài nếu mà họ muốn đặt những cái trạm gọi là terminal của họ, thì Việt Nam sẽ kêu gọi những cái phần góp vốn đầu tư như thế. Thì chẳng hạn như hãng FedEx là một hãng vận chuyển hàng không lớn trên thế giới, thì đã có tin tức họ sẽ bỏ vốn đầu tư vài tỷ đô la, thưa quý vị. Những cái hãng UPS, những cái hãng DHL, những hãng vận chuyển lớn trên thế giới, họ đều rất cần những cái nhà kho, nhà ga trung chuyển, thưa quý vị. À, xin thưa là như vậy. Chẳng hạn như để vận chuyển hàng từ Âu Châu qua bên Úc Châu thì thường là họ chọn một cái sân bay trung chuyển nào đó, chẳng hạn như sân bay Bangkok, sân bay Singapore, những cái sân bay ở vùng Đông Nam Á để họ trung chuyển hàng hóa. Thì đây là một cái dịch vụ về hậu cần logistics, có thể nói rằng kiếm tiền cũng rất tốt. Tức là đi một cái quãng đường dài thì người ta cần những cái điểm ở giữa để người ta nghỉ ngơi, để người ta chứa hàng, để người ta chứa xăng chẳng hạn như vậy, để có những đội bảo dưỡng, bảo trì cho máy bay, sửa chữa cho máy bay. Thì những cái sân bay trung chuyển đều có những cái việc như thế, thưa quý vị. Thì xin thưa rằng Việt Nam làm được là một cái điều rất tốt. Ở đây tôi xin đóng góp một cái ý kiến rất riêng mà Việt Nam cần phải làm nếu mà Việt Nam muốn có tiền một cách nhẹ nhàng, thưa quý vị. Một cách rất dễ, nhẹ nhàng mà lại có tiền nhiều. À, xin thưa đó là dịch vụ gì? Xin thưa đó là dịch vụ rửa máy bay, thưa quý vị. Tức là máy bay sau mỗi năm đều cũ đi, đều bị bám bụi và họ cần những cái dịch vụ để rửa máy bay. Thì nếu Việt Nam triển khai cái dịch vụ rửa máy bay thì có thể hốt tiền, thưa quý vị. Vì chỉ cần xịt nước, xà bông, nhân công chà rửa máy bay và phải đúng kỹ thuật, xin thưa là như vậy. Tuy nói rằng dễ nhưng mà không phải là giống như rửa xe Honda, nhưng mà phải có những máy móc chuyên dụng chút đỉnh và có bãi trống để mà có thể làm cái dịch vụ rửa máy bay, nhưng mà kiếm rất nhiều tiền, thưa quý vị. Tại vì những cái sân bay khác như Singapore hay Hồng Kông nó quá nhỏ, không đủ chỗ để đậu máy bay, lấy đâu ra khoảng trống để mà kéo máy bay ra rửa, thưa quý vị. Cho nên rằng để mà tìm kiếm một cái chỗ để rửa máy bay cũng khó khăn. Và chúng ta biết rằng nếu mà máy bay không được rửa thì nó sẽ hao phí xăng dầu. Tại vì cái độ ma sát lớn ở trên cái thân của máy bay nó là một cái lực cản. Do đó máy bay sẽ tiêu hao ít nhất thêm 2% tới 7% nhiên liệu. Máy bay càng dơ thì càng hao năng lượng xăng dầu để mà bay máy bay. Do đó máy bay cần phải rửa máy bay, thưa quý vị. Thì có thể nói cái dịch vụ này làm trời mà ăn thiệt. Giá cả thì cũng trả bằng đô la. Nhân công thì cũng chẳng cần tay nghề gì cao. Chỉ cần sơn rửa đừng xịt áp lực quá cao để mà bong tróc sơn của máy bay người ta thôi, thưa quý vị. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam mà triển khai ở vài cái sân bay thì chắc chắn rằng sẽ kiếm đô la hàng năm lên tới hàng con số triệu đô la, thưa quý vị. Và đó là một cái mà có thể thu hút những hãng hàng không khác
đến Việt Nam thưa quý vị. Một cái dịch vụ có thể nghe rất là đơn giản nhưng mà không dễ thưa quý vị, xin thưa là như vậy. Không dễ gì mà tìm kiếm ở Đông Nam Á một cái chỗ mà gọi là xịt rửa bụi bặm của máy bay, xin thưa là như vậy. Thì nếu mà Việt Nam nghiên cứu thêm một chút xíu, mua một vài máy móc chuyên dụng thì có thể triển khai và lấy tiền một cách nhanh chóng, giá cả cạnh tranh được quý vị. Hiện nay ở vùng Đông Nam Á chỉ có một sân bay duy nhất là làm cái dịch vụ là xịt rửa máy bay mà thôi thưa quý vị. Và tôi cũng không muốn tiết lộ sân bay đó ở đâu cho quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu và áp dụng, có thể là ở một cái sân bay nào đó ở Việt Nam bắt đầu áp dụng trước và sau đó từ từ học nghề và trở thành chuyên nghiệp. Có thể nói rằng đó là một cái mà nghề hái ra tiền mà không cần nhà máy, không cần công nghệ, công nghiệp tinh vi, chỉ là những cái hệ thống phun xịt rửa nước, phun xịt rửa với lại xà bông chuyên dụng, xin thưa là như vậy, chứ không phải là cái gì mà quá cao siêu khó khăn. Nhưng mà Việt Nam chưa mạnh dạn và chưa nghĩ tới cái vấn đề đó. Và tôi xin mạnh dạn đưa ra ý kiến như vậy. Quý vị nào nghe được thì áp dụng, còn không nghe được thì cũng xin bỏ qua. Thì nói tiếp về cái phi trường Long Thành thưa quý vị, là một cái phi trường rộng lớn lên tới 5.000 hecta. Thì theo thiết kế là sẽ có 100 triệu lượt người. Thì xin nói lại cái dịch vụ mà rửa máy bay thưa quý vị, thì không hẳn là phải là phi trường Long Thành, mà có thể Việt Nam triển khai ở phi trường Biên Hòa chẳng hạn như vậy, hoặc là một cái phi trường ở ngoài Côn Đảo, hoặc là một cái phi trường ở Cần Thơ. Nói chung ở khắp nơi, những cái nơi mà còn vắng máy bay và còn dư chỗ để đậu máy bay thưa quý vị. Xin thưa là như vậy, làm chơi mà ăn thiệt. Thì nói về cái siêu phi trường Long Thành này thì có cái ý nghĩa là một con rồng thành công thưa quý vị. Long Thành có nghĩa là một con rồng thành công. Thì chắc chắn rằng cái sân bay hay là siêu phi trường, siêu sân bay Long Thành sẽ đóng góp rất lớn vào cái sự phát triển chung của đất nước Việt Nam trong thời gian tới thưa quý vị. Và thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.